Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Tạm giam 9 bị can đưa nhận hối lộ trong đào tạo và sát hạch lái xe. Quý vị và các bạn thân mến, hai trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đã thu thêm tiền ngoài quy định của các học viên để chuyển cho một số cán bộ thuộc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Lạng Sơn. Chiều ngày 22 tháng 5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp đối với hai trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm Trung tâm dạy nghề tư thục Tùng Linh, địa chỉ tại thôn Phai Ruốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, và Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long, địa chỉ tại thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về hành vi đưa, nhận hối lộ để điều tra đối với 9 trường hợp, trong đó 4 bị can thuộc Trung tâm dạy nghề tư thục Tùng Linh, 3 bị can thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long và 2 bị can là lãnh đạo phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái xe thuộc Sở Giao thông và Vận tải Lạng Sơn. Theo kết quả điều tra bước đầu, hai trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên đã thu thêm tiền ngoài quy định của các học viên để chuyển cho cán bộ phòng chức năng thuộc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Lạng Sơn nhằm mục đích tạo điều kiện cho các học viên trong quá trình thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng. Bộ Tài nguyên Môi trường xử lý cán bộ bị khởi tố cùng cựu bí thư Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chi bộ Đảng Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Địa chất đã họp nội bộ thông báo việc khai trừ đảng đối với ông Hoàng. Sai phạm đó không xảy ra khi ông Ngô Đức Hoàng làm việc ở Cục Địa chất, mà từ thời cán bộ còn làm việc ở tỉnh Lào Cai. Theo hướng dẫn xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, sai phạm ở đâu xử lý ở đó. Vì vậy, chúng tôi đã chuyển hồ sơ cho phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai xử lý, lãnh đạo Cục Địa chất thông tin. Sau vụ việc này, Cục Địa chất cũng có văn bản chấn chỉnh cán bộ trong toàn cơ quan về phòng chống tham nhũng, thực hiện kê khai tài sản và thực thi công vụ. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Ngô Đức Hoàng, đảng viên chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Địa chất. Hôm ngày 18 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Đức Hoàng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh này còn có ông Nguyễn Văn Vịnh, 63 tuổi, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai và ông Doãn Văn Hưởng, 67 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Đây là diễn biến mới nhất khi công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm khai thác tài nguyên liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam. Trước đó, công an đã khởi tố 8 người của công ty Apatit Việt Nam về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ông Ngô Đức Hoàng từng làm Phó trưởng Phòng Công Thương, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Năm 2019, ông Hoàng chuyển công tác về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo chí vừa qua phản ánh ông Ngô Đức Hoàng có liên quan đến sai phạm 9 thửa đất ở thành phố Lào Cai.